Ok, hello tất cả các anh em. Thì hôm nay mình sẽ không có live stream nha anh em. Mình sẽ làm clip. Có gì nữa mình sẽ live stream sau. Lại hoài con Plem Lily này không ra luôn chứ. Gác 32 gác nha anh em. Hai con này live với nhau ra 32 gác. Đậu vòng 8 tiếng là chết quớt rồi. Rồi, thời gian của chúng ta thì đã không còn nhiều nữa nha anh em. Chỉ còn đúng một ngày này nữa thôi. 7 giờ tối ngày mai là sự kiện này coi như kết thúc. Bởi vì mấy anh em cố gắng lấy đi nha. Mấy anh em cố gắng lấy tia Richard mức có thể. Rồi cái tàu ngầm cũng là cái 22 giờ cuối cùng để chuyến tàu ngầm luôn nha anh em. Gán kiếm được vé để mở. Xong 7 giờ tối ngày mai là chúng ta kết thúc sự kiện D luôn rồi đó. Là chỉ còn cái chỗ mà hatching cái con Ha Tho này. Cái thời gian nó cho chúng ta là 7 ngày. Là cũng như là mấy anh em có thể chưa like bây giờ, rồi chưa up bây giờ vẫn được. Ý là chưa up con Pyramid đó. Hoặc là mấy cái con khác. Là thời gian, cái thời gian này là 7 ngày nó cho chúng ta up đó. Up 4 con này nè. Up xong 4 con này là sẽ lấy. Nhưng cái chính là 7 giờ tối ngày mai là chúng ta kết thúc sự kiện rồi đó. Là coi như mấy anh em nào có đề là có, không có đề là rồi, tan xác. 19 giờ nữa thì có chuyến LAN luôn nha anh em. Vì là ngày mai là 7 giờ tối, 8 giờ gì đó. 5 hết giờ, 4, 5, 6 giờ gì đó. 4, 5, 6 giờ chiều rồi đó có chuyến LAN rồi. Ok, mấy anh em cố gắng chiến nha. 11 triệu, ok. Full post luôn. Post to gun. Ok. Một ngày 18 giờ nữa thôi nha anh em Ha Tho. Một ngày 18 giờ nữa. Chờ đợi 3 năm mấy nay rồi. Cuối cùng cũng có lại được Ha Tho anh em. 3 năm nữa. 3 năm, 3 năm mấy vậy đó. Cuối cùng cũng có Ha Tho trở lại rồi. Nhận gì đây? Rồi cá voi cũng biến mất luôn rồi. Những lá vé cuối cùng của anh em. Giờ tờ Richter dư nè. Richter mà cho được là chắc nghe lì xì cho mấy anh em đã rồi. Rất tiếc. Quá trời cái nào cũng không đích 100% hết trơn rồi nè. Còn Richter thì dư cả làng. Bởi vì bữa nay mình live stream thì cũng không có cái gì đề cập tới. Thôi để có gì live stream đợt sau đi. Có sự kiện gì á. Ngày mai hay ngày mốt gì live stream rồi có chuyện mới nói luôn. Bữa nay thì có gì đâu nữa. Xong hết luôn rồi. Có được con up được con Ha Tho nữa là mình được có 40 con đê rồi đó anh em. Tổng đê của mình là được 40 con rồi đó. Rồi vô chiến tàu ngầm.
Tàu ngầm này bây giờ chắc mấy anh em cũng biết hết trơn rồi, biết công dụng của cái gì, của biết mấy cái nghĩa của mấy cái stack này hết rồi nè. Đây, nghĩa mấy cái stack này chắc mấy anh em cũng biết hết rồi. Giờ mình cũng hiểu từ từ rồi đó anh em. Nhưng mà thôi đánh như cái cũ đi. Đánh nào ăn thì tự động ăn rồi. Chứ vừa đánh vừa nhìn lâu quá làm biến chết luôn. Dùng cách cách cũ đi, cứ quýnh con đầu tiên nó chạy. Nó tự nó có điểm cho luôn. Không biết đường. Dán 2k ra mở một cái gương luôn. Rồi 2k rồi, quá 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 yên quá yên. Cái gương này kiếm được mớ vé cuối cùng rồi. Đây của mình mà chết là ngẫm hết toàn đội đó. Giờ nó chưa chết còn hy vọng rồi, ngủ hết hai con luôn rồi. Đội xanh thì chứ ngủ rồi. Rồi rồi ngẫm ngẫm của đèo ngẫm của đẹp. Rồi xong coi như là ngẫm đi. Rồi bao nhiêu? Trời ơi, có 10 vé cha nội ơi, cái gì mà nó bèo nhèo thiệt chứ. Rồi cho có 10 vé lại. 10 vé ra test nhân phẩm luôn, mệt. Quá bèo. Ít nhất cũng phải cho 14 vé gì. 10 vé, mình sẽ mở một cho anh em. Mở một là chết rồi. 3 10 gì coi. Đúng rồi, đúng rồi, 10. Vậy là thấy không lỗ rồi đó này. Gan lần 10 là thấy hết. Đó 10 nữa đấy chưa, thấy không lỗ rồi đó. Đã hết rồi đó. Đúng rồi. Mau hả? Mau có rồi, thôi rất tiếp kịp đi. Good. Ok luôn. 48. Đổi được 4 mảnh nữa hay vậy? 1, 2, 3, 4, xong. Đổi được 4 mảnh, 52 trên 120. Rồi. Ok. Cũng được. Đâu rồi, tới mốc nào ạ? Mình đã tới mốc 4k9 anh em. Vậy là mình không có lấy được một trái táo nữa rồi.
5K2 lận. Mình chỉ 4K9 thôi, vậy là kết thúc rồi đó. Mình chỉ có duy nhất một trái táo thôi anh em à. Ok, nãy giờ là chim mà, ủa nãy giờ làm clip mấy phút rồi ta? 10 phút rồi. Chắc mình cũng phải up clip sớm luôn, cho mấy anh em coi đỡ đỡ đi cho đỡ buồn. Một trái táo, một quá tèo. Rồi, có gì đợi ngày mai có sự kiện. Coi ngày mai 7 giờ có sự kiện gì không rồi mình sẽ live stream nha em. Có sự kiện live stream thì có chuyện để nói. Chứ giờ thấy hết sự kiện rồi, còn gì đâu nữa đâu mà nói. Game coi, cho dài game coi. Ok. Đúng rồi, 11 chim cũng đau khổ. Trời, ở đây còn hai con moon, ba con mèo, hai con sớp, chưa có đi luyện quá xong nữa. Ở đây thêm con moon nữa nè, ba con. Còn một con moon ở đâu nữa? Một đống moon luôn. Đợt này đồng tháng like rất là dễ, nhưng em cố gắng like nha. Ok. Rồi thôi mình shop ở đây. Giờ cũng chả có gì để nói, để mời sự kiện rồi có gì live stream. Giờ thì mình phải bye bye mấy anh em mới được. Mà quên con nặng tới đâu rồi. Ngày thứ năm rồi, trời ơi ngày mới 6 tiếng chiếc vũ công. Cho mấy cái dốc nổi rồi trời. Phút cho nhiều hết sức nha, với vàng nè. Vàng cho 300k. Phút 24k, 25k. Lại hai mươi tám ngày mà nó cho được có ba cái gương nè, bó tay ngày thứ 28, quá bèo. Thôi ok, bye bye, see you again.